Mạo từ không xác định trong tiếng Pháp. Tương tự như mạo từ xác định, mạo từ không xác định cũng được xem là từ hạn định, déterminant, tức là thành phần đứng trước một danh từ trong tiếng Pháp. Mạo từ không xác định trong tiếng Pháp gồm có A. Đứng trước danh từ số ít giống đực. Ví dụ, un livre, một quyển sách. Un hôtel, một khách sạn. Un héros, một người anh hùng. Une, đứng trước danh từ số ít giống cái. Une maison, một ngôi nhà. Une orange, một quả cam. Une hache, một chiếc rìu. D, đứng trước danh từ số nhiều, bất kể giống đực hay giống cái. Ví dụ, des livres, những quyển sách. Des maisons, những ngôi nhà. Một số lưu ý khi sử dụng mạo từ không xác định. Mạo từ không xác định số nhiều, D, sẽ bị thay thế bằng de khi có một tính từ đứng trước danh từ. Ví dụ chúng ta sẽ nói J'ai acheté des robes, tôi đã mua những cái áo đầm. Nhưng nếu như có một tính từ đứng trước danh từ robes, ví dụ như tính từ jolie, đẹp, chúng ta sẽ nói J'ai acheté de jolies robes, tôi đã mua những cái áo đầm đẹp. Lưu ý, chúng ta sẽ không đổi D thành de nếu nhóm tính từ và danh từ này tạo thành một từ ghép. Ví dụ, des romans, những từ nói tục. Trong ví dụ này, tính từ go cũng đứng giữa mạo từ D và danh từ mo. Nhưng vì cả cụm go mo là một từ ghép, nên chúng ta sẽ không thay đổi mạo từ D thành de. Des grands magasins, những cửa hàng bách hóa. Grand magasin cũng là một từ ghép, nên mạo từ D cũng sẽ được giữ nguyên. Một lưu ý thứ hai, trong câu phủ định hoàn toàn, négation totale, các mạo từ không xác định sẽ bị thay thế bằng de. Ví dụ, chúng ta có câu khẳng định J'ai un chat, tôi có một con mèo. Khi chuyển sang phủ định sẽ là Je n'ai pas de chat, chứ không phải Je n'ai pas un chat. Il y a des erreurs dans ce texte. Có lỗi trong văn bản này. Khi chuyển sang câu phủ định sẽ là Il n'y a pas d'erreur dans ce texte. Không có lỗi trong văn bản này. Chúng ta sẽ không nói Il n'y a pas des erreurs dans ce texte. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không cần đổi mạo từ không xác định thành de trong các trường hợp sau. Thứ nhất, đó là câu phủ định không hoàn toàn, négation partielle, tức là ý phủ định không bao trùm lên cả câu mà chỉ một phần của câu. Ví dụ, Je ne veux pas des pommes mais des oranges. Tôi không muốn táo mà là cam. Ý phủ định chỉ nằm ở des pommes, nhưng không nằm ở des oranges. Thứ hai là khi có động từ être. Ví dụ, Ce n'est pas un excellent skieur. Anh ấy không phải một vận động viên trượt tuyết cừ khôi. Ce ne sont pas des erreurs. Những cái đó không phải lỗi.
Chúng ta sẽ dùng mạo từ không xác định để chỉ những đối tượng không được xác định cụ thể. Tức là người đối thoại cùng với mình không biết gì về đối tượng đó. Ví dụ, bạn hãy tưởng tượng mình gặp một con mèo trên đường đi học. Và khi đến lớp mình sẽ kể với bạn cùng lớp rằng J'ai vu un chat. Tôi đã thấy một con mèo. Trong câu này chúng ta sử dụng mạo từ không xác định un ở trước danh từ chat. Vì ngoại trừ người nói, người nghe không biết gì về con mèo này. Đây là lần đầu tiên họ nghe về đối tượng này, nên đó được xem là đối tượng không xác định. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng mạo từ không xác định ở trước danh từ xa. Du haut de cette montagne, on découvre un paysage magnifique. Tương tự như ở ví dụ đầu tiên. Trong câu này, chúng ta dùng un paysage magnifique vì ngoài người nói ra, những người nghe vẫn chưa hình dung được cụ thể phong cảnh tráng lệ đó là như thế nào.